Anh em đọc truyện thì bớt 1-2 giây để ấn đăng ký với ấn like để ủng hộ mình nhé. Đấy cũng là cái động lực để mình làm tiếp các tập mới và các bộ mới để cho anh em. Hoàn tuyệt. Hy toàn tiên tử. Hình hồng toàn. Mạc Trúc. Thường Nguyệt Nhi. Tịnh Tư chân nhân. Cửu đỉnh chân nhân. Lý Khanh Tử. Từ bỏ đi, ân oán trăm năm của Thanh Minh Ma Giáo và Ngọc Thanh Tông kết thúc tại đây. Đừng tiếp tục phản kháng một cách vô ích nữa. Quỳ xuống cầu xin đi, có lẽ bổn tọa có thể đại phát từ bi, cho các ngươi chết một cách dứt khoát. Bản tọa đã là hóa thần, khí vận hùng hậu, thiên đạo che chở, là một đứng đầu trong giới tu chân cổ Đại Yên. Người thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thật sự kết thúc rồi sao? Mọi người không được rồi sao? Lý Khanh Tử. Thái thượng trưởng lão, cơ nghiệp trăm năm của Ngọc Thanh Tông lẽ nào là sẽ chấm dứt vào ngày hôm nay sao? Hy toàn tiên tử còn không chịu từ bỏ hay sao? Ngươi đoán xem, Ngọc Thanh Tông còn có bao nhiêu người sống? Không. Chỉ cần các đồ đệ còn sống, thì Ngọc Thanh Tông sẽ không diệt vong. Bất luận trả cái giá như nào, nhất định là phải tranh thủ thời gian cho các đệ tử. Đây là kiếm khống chế bằng huyền khí. Kẻ nào cút ra đây? Ta là một tu sĩ nhỏ bé dưới trướng Hy Toàn Tiên Tử, thuộc Ngọc U Phong của Ngọc Thanh Tông. Hàn Tuyệt. Hờm, khổ tu sĩ, nhìn tu vi của ngươi nhiều nhất chỉ có nguyên anh cảnh. Lại dám khiêu chiến hóa thần cảnh của bốn tòa, không biết sống chết. Hà Tuyệt, chạy mau, ngươi không phải là đối thủ của hắn, vi sư sẽ gắng sức cầm chân của hắn. Tiên tử, vẫn là để ta đi. Yên tâm đi, hóa thần cảnh còn con căn bản không làm tổn thương ta được. Hàn Tuyệt. Một hóa thần nhỏ bé thì đã ngông cuồng đến như vậy rồi. Hôm nay để nguyên anh cảnh này của ta khiến ngươi thấy được cái gì gọi là sức mạnh thật sự. Cửu Long trừ âm, trừ ma ấn.
Giết chết hóa thần, thật sự quá dễ. Hàn Tuyệt, mạng 11/65, tư chất linh căn rất tệ, gần như là không thể nào trúc cơ. Tiên thiên khí vận, song linh thổ, mộc, tư chất linh căn thổ, mộc tăng cường, phương đạo linh đồng, tư chất thương đạo tăng cường, thể phách tăng cường. Ơi! Thiên mệnh cô tên cái quần què nhà ngươi, ai muốn cô độc cả đời cơ chứ? Đáng hận. 11 năm rồi, tròn 11 năm rồi, hệ thống ngươi không thể cho ta thiên phú tốt một chút hay sao? Ta tên là Hàn Tuyệt, thanh niên đến từ thế kỷ 21 của trái đất, được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối khi còn rất trẻ. Không muốn tiếp tục chịu đau khổ khi chữa trị mà về nhà đợi chết. Đã tải một trò chơi tu tiên cũ để làm tê liệt đau đớn trên người. Không ngờ chơi mãi thì người cũng mất. Mở mắt ra lần nữa thì đến thế giới cổ đại này. Hơn nữa đầu thai vào một nhánh ở trong môn phái tu tiên Ngọc Thanh Tông, môn phái tu tiên chính đạo của Vương Triều Đại Yến. Cha mẹ của ta là người hầu của Thiết Não, luyện đan sư ngoại môn của Ngọc Thanh Tông, bình thường trông trực trông đan dược cho ông ta. Thiết Não không cho phép người hầu tu luyện những linh thảo đó, đối với người tu tiên có lợi, nhưng đối với người phàm lại là thuốc độc chí mạng. Vì vậy vào năm ta 6 tuổi thì cha mẹ bỏ lại ta mà bỏ trốn. May mà Thiết Não cũng không so đo, ngược lại để ta thay thế cha mẹ chăm sóc những thảo dược đó. Cứ như vậy đã tới 11 tuổi như bây giờ. Ta sau khi trọng sinh thì đã mang theo hệ thống. Đây là chuyện mà bao nhiêu người cầu mong chứ. Nhưng mỗi ngày chỉ có thể đổ xúc sắc một lần, chọn tư chất linh căn và tiên thiên khí vận. Cái thiết kế này thật là hố người mà. Nhưng 11 năm đều đã trôi qua rồi, ta cần gì để tâm tới một ngày. Tới một năm ngày. Ta cần gì phải để tâm tới một năm ngày này. Tiếp tục đổ xúc sắc, cùng nắm đổ tới 30 tuổi, nhất định là phải có được thuộc tính nghịch thiên, ta mới bắt đầu dùng hệ thống để tu luyện. Sáng sớm ngày hôm sau, 1234, 2234, ơi, vận động xong rồi, tốt, tới xem thở tay của mình hôm nay có son hay không. Tư chất ninh căn, phế nghìn năm. Ta biết ngay sẽ như vậy mà, không sao cả, còn có thể đổ một lần. Tiên thiên khí vận tiếp tục. Tiên thiên khí vận đổ xúc sắc. Tuyệt thế vô song, thiên mệnh kiếm si, tính kiếm đạo đỉnh cấp, thân pháp tuyệt trần, hậu duệ tiên đế. Tiên từ mị lực đỉnh cấp, tư chất kiếm đạo đỉnh cấp. Tư chất thân pháp đỉnh cấp, sau khi bắt đầu cuộc sống trò chơi, có được một bộ công pháp tu tiên tuyệt thế, 1.000 viên linh thạch thượng phẩm. Đây, đây nè. Bốn tiên thiên khí vận siêu phàm. Ây, phát tài rồi. Con người gặp chuyện vui, tinh thần cũng sảng khoái, tinh thần sảng khoái. Tiếp theo thì mình chỉ cần chuyên tâm đổ tư chất ninh căn rồi. Có bốn khí vận cực phẩm như này, cho dù mình đổ tới 40 tuổi thì sao chứ? Sống hai đời người, ta nhất định là phải sống thật đặc sắc. Sẽ không giống như là những nô này, chỉ ngây ngốc ở dược viên này. Đợi đi, tương lai không xa, giới tu tiên này nhất định sẽ có một chỗ cho Hàn Tuyệt ta. Mọi người mau ra đây. Tông môn có hai người tu tiên tới, mọi người mau tới cửa cốc bái kiến. Hừm,
có tu sĩ từ nội môn của Ngọc Thanh Tông tới hay sao? Đây chính là tiên nhân, lợi hại quá. Nếu ta có thể trở thành như bọn họ thì tốt rồi. Hừm, có cái gì phải ngưỡng mộ chứ? Đợi ta đổ ra tư chất ninh căn, sẽ chỉ lợi hại hơn bọn họ. Từ hôm nay hai chúng ta sẽ phụ trách bảo vệ dược viên. Các ngươi không được làm phiền chúng ta tu luyện. Vậy Thiết Não đâu, hắn xảy ra chuyện gì rồi sao? Gần tông môn có ma tu lẻn vào, mà khoảng thời gian này Thiết Não cần rời khỏi dược viên làm việc. Tông môn đặc biệt bảo hai người chúng ta tới bảo vệ, các ngươi không cần lo lắng. Hay vậy thì tốt. Ít nhất là trước khi mình còn chưa đổ ra tư chất ninh căn cực phẩm, mình còn cần sự bảo vệ của Thiết Não. Giới tu tiên trước giờ không phải là một nơi hòa bình. Thật sự hy vọng vận may của mình tốt một chút, có thể sớm ngày bắt đầu dùng hệ thống để tu tiên, cũng nhiều thêm một chút thủ đoạn bảo vệ mình. Vì vậy ngày hôm sau, Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh mở cho ta. Á, đù má nó, ngày hôm sau nữa. Huna, Huna, Âu Hoàng Đại Pháp hiện thần quang. Một năm sau. Tùy tiện thần tiên nào cũng được, xin các người phù hộ ta, đừng chơi ta nữa. Hai năm sau. Hai năm rồi, ngay cả một ninh căn cao cấp cũng không ra. Càng đừng nói là cái gì mà cực phẩm, như vậy cũng quá đen rồi. Cứ tiếp tục như vậy, mình tới khi nào mới có thể bắt đầu tu luyện? Hay là trực tiếp dùng linh căn trung cấp tu luyện đi? Không không không, không thể nghĩ như vậy thì quá lãng phí. Đời này mình nhất định là phải tu luyện đủ cao, sống đủ lâu. Mình không muốn chết trẻ nữa. Này, tất cả mọi người mau chóng bỏ việc trong tay xuống đi bái kiến chủ nhân. Chủ nhân trở về rồi. Thiết Não, biến mất 2 năm cuối cùng cũng trở về. Bái kiến chủ nhân. Các người ở trong khoảng thời gian ta rời đi làm không tồi, không có xuất hiện vấn đề gì. Ta rất là an ủi, đây là điều chúng ta nên làm. Phân lưu vì chủ nhân là vinh hạnh của chúng ta. Hờm, một đám lịnh bợ. Nói hay nữa, Não đầu này cũng sẽ không cho các ngươi lợi ích gì đâu. Hàn Tuyệt, Trương Các, còn cả ngươi và ngươi, bốn người các ngươi. Chủ nhân gọi các ngươi tới chỗ ngài ấy, mau. Hả? Được, tuân lệnh. Chủ nhân gọi bọn chúng đi qua đó làm gì? Không biết là muốn sắp xếp bọn họ chịu trách nhiệm một khu phân viên hay sao? Đưa tay ra để ta kiểm tra tư chất linh căn của ngươi. Kiểm tra linh căn? Không. Ta không phải là trước giờ không cho phép lô bộc tu luyện hay sao? Tại sao đột nhiên lại khác thường như vậy? Không đúng, đây là... Trên quần áo của ông ta có máu, Thiết Não bị thương rồi. Nào, đưa tay của ngươi ra. Ây, được, đáng chết, tên này chắc chắn có vấn đề. Ông ta sẽ không phải muốn biến bọn họ thành đan dược, học đỉnh nô để trị thương đấy chứ. Không có linh căn, người tiếp theo. May mà mình mãi mãi không dùng hệ thống để bắt đầu tu luyện, nếu không thì thảm rồi. Không tồi không tồi, ngươi có linh căn. Não phu nhận ngươi làm đồ đệ, dẫn ngươi ra ngoài cốc tu luyện, ngươi có bằng lòng hay không? Ta bằng lòng, ta bằng lòng. Tiểu tử Trương Các này vận may thật là tốt mà. Đúng thế đúng thế, hắn sau này chính là tiên nhân rồi, không giống như chúng ta. Một đám rốt nát si mê tiên nhân, sợ là ra khỏi cốc thì không quay về được nữa. Thế giới này quá đáng sợ, mình nhất định là phải mau chóng đổ ra tư chất ninh căn mới được. 3 năm sau. Tư chất ninh căn, lục đạo linh thể, ẩn chứa linh căn đỉnh cấp phong, hỏa, thủy, thổ, mộc, lôi, tăng khí vận ở mức độ nhất định. Linh căn đỉnh cấp 6 loại thuộc tính, cuối cùng mình cũng đổ ra được rồi. Khổ tận cam này, còn đợi cái gì? Bây giờ thì bắt đầu tu luyện. Khoan đã, mình quên mất Não già xấu xa Thiết Não. Tiểu tử Trương Các bị ông ta dẫn đi,
quả nhiên mãi chưa từng xuất hiện, quá lửa là toi rồi. Nếu mình bị ông ta phát hiện đang tu luyện thì rất nguy hiểm. Ây, sao cảm giác nghe như giống Hàn Lập trong Phàm Nhân Tu Tiên vậy? Có thể chọn một địa phương nhỏ, hệ thống giúp ta tạo kết giới. Tu sĩ bên ngoài kết giới không thể nào phát giác được sự thay đổi ở trong kết giới. Có thể tạo kết giới hay sao? Có thể kê cao gối ngủ rồi, hệ thống châu bò. Ây, nếu đã như vậy, Hàn Tuyệt ta hôm nay chính thức bước vào con đường tu tiên. Hệ thống bắt đầu đi. Đây nè. Hàn Tuyệt, sinh ra ở trong tông môn tu tiên ở Phàm Giai. Từ bé đến lớn, dung mạo tuyệt trần, được người khác yêu quý. Cha mẹ lúc nào? Cha mẹ ngươi? Cha mẹ lúc ngươi còn bé? Bỏ ngươi mà đi, nhưng trong âm thầm ngươi dường như có mệnh vận phải gánh vác. Ngươi có thiên phú kiếm đạo không ai sánh bằng, đồng thời còn có thể cảm nhận được 6 loại lực lượng thần bí của trời đất. Hiện nay, ngươi ngoài ý muốn thức tỉnh truyền thừa tiên đế ra, có được công pháp lục đạo luân hồi tuyệt thế, từ nay bước lên con đường tu hành. Mời chọn con đường tu luyện chính của người. Kiếm tu, lôi tu, thổ tu, hỏa tu, thủy tu, mộc tu, phong tu, chọn cái nào? Nghĩ kỹ thì công pháp lục đạo luân hồi chắc chắn là 6 loại linh căn cùng nhau tu luyện. Chọn một loại thì rất là thiệt. Cho nên kiếm tu mới là hướng phát triển thích hợp nhất của mình. Kiếm tu. Bắt đầu tu hành. Kiếm tu, đây chính là cảm giác tu hành hay sao? Cơ thể ấm áp tràn ngập lực lượng. Một khi bước lên con đường tu hành, ngàn năm đều là giấc mộng, không thể nào nghịch chuyển thì tự biết lấy mình. Thuộc tính của ngươi bên dưới, cố gắng tăng lên nhanh thiếu liền. Hàn Tuyệt mạng 16/65. Tư chất linh căn lục đạo linh thể, ẩn chứa linh căn đỉnh cấp phòng, tăng khí vận ở mức độ nhất định, tiên thiên khí vận tuyệt thế vô song, tiên tử mị lực đỉnh cấp, thiên mệnh kiếm sĩ tư chất kiếm đạo đỉnh cấp, ngộ tính kiếm. Ơi, giao diện này có thêm mục chọn quan hệ, cái này là gì? Luyện khí cảnh thất tầng. Thiết não, quan hệ thù hận, rất là căm ghét người. Nếu người có linh căn tu luyện nhất định là tính kế người. Đạch, thiết não đầu con mẹ nhà ông, ta vất vả trồng được trồng thảo dược cho ngươi, ngươi còn thù hận ta. Đời đã, thiết não bụng dạ hẹp hòi, chắc là vì cha mẹ tiện nghi đó của mình chạy mất mà ghi thù mình. Nhưng ông ta cũng không làm gì được mình. Mấy năm gần đây ông ta không biết chạy đi đâu. Mình không phải vừa hay có thể yên tâm tu luyện hay sao? Sự việc không thể nào chậm trễ, bây giờ bắt đầu nâng cao tu vi. Đợi mình tu luyện tới luyện khí cửu tầng sẽ rời khỏi nơi này. Lão đầu chết tiệt này còn có thể làm gì được mình chứ? Đù mẹ! Những điểm sáng này là linh khí hay sao? Hình như trong dược viên chỉ có thể cảm nhận được phong, thổ, mộc, thủy, không có hỏa và lôi linh khí. Bỏ đi, mình trước tiên tu luyện 4 loại linh khí này rồi nói. Người bắt đầu tu luyện lần đầu tiên, phát triển tu luyện của ngươi có thể chọn như sau. 1. Thiên kiêu tuyệt thế phô trương, có thể tránh được một thanh pháp khí luyện khí cảnh. 2. Tu luyện khiêm nhường, có thể mở công năng che giấu tu vi, linh căn. Vậy mà có thể che giấu tu vi và linh căn, hệ thống này cũng quá là chu đáo rồi. Hệ thống, ta chọn mục thứ 2. 2 năm sau. Bổ sung linh khí cho mộc linh khí, thủy linh khí ôn dưỡng, phong linh khí. Nhanh chóng sinh trưởng đi, linh thảo của ta. Hiện nay 4 loại linh khí của mình đều đã tu luyện tới luyện khí cảnh thất tầng, hiệu quả rất rõ ràng. Ơi, không có ai phát hiện, hôm nay đến đây thôi. Được đấy Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt hôm nay thu hoạch như thế nào? Được ạ, các vị đại thúc hôm nay cũng không tồi. Ấy, mau nhìn đó là Hàn Tuyệt. Trời ạ, người đẹp trai,
dược thảo cũng trồng giỏi, muốn gả cho hắn quá. Từ khi bắt đầu tu luyện, thuộc tính mị lực của ta cũng lộ ra. Phô trương như vậy cũng không biết là tốt hay xấu. Hệ thống, sao không cần cái này luôn đi, ấn cái này luôn đi, thật là phiền phức. Hàn Tuyệt, hình tiên tử, đi theo ta tới rừng cây nhỏ. Hả, được. Hình Hồng Tuyền này giúp Thiết Não bảo vệ dược viên, bình thường khinh thường tiếp xúc với những người lô dịch như chúng ta. Giờ đột nhiên gọi mình rốt cuộc là có ý gì? Hệ thống, hiển thị quan hệ của Hình Hồng Tuyền và ta. Luyện khí cảnh thất tầng, Hình Hồng Tuyền thiện cảm, có hứng thú rất lớn đối với người. Hai sao, bạn tốt. Không có đạo lý đó, mình chưa từng tiếp xúc với nàng ta thì làm sao có quan hệ bạn tốt hai sao cơ chứ. Xong rồi, xem ra nàng ta nhòm ngó mình không chỉ là một hai ngày rồi. Đây nhất định là nghiệt duyên do mị lực tiên tư gây ra. Coi mình là đỉnh nô song tu với mình phải thuận theo hay là đột nhiên vẫn có chút kích động là sao? Ngươi không cần căng thẳng, ta không muốn làm khó người, chỉ muốn hỏi ngươi có cam tâm làm dược lô cả đời này hay không? Nghe tiên tử nói như vậy, nếu có cách khác, ai lại muốn làm dược lô cơ chứ? Nhưng cuộc đời này của tiểu nhân lớn lên ở dược viên, huống chi là Thiết Não. Giúp ta làm một việc, ta dẫn ngươi tu luyện, thoát khỏi thân phận người phàm thì sao nào? Hả, không biết tiên tử muốn tiểu nhân làm cái gì? Giúp ta lấy được đan phổ của Thiết Não, ta dẫn ngươi rời khỏi Ngọc Thanh Tông, gia nhập ma giáo thì như thế nào? Nếu tư chất của ngươi không tồi, tu vi có thành tựu, ta thậm chí có thể suy nghĩ trở thành đạo lữ của ngươi. Đủ. Nữ nhân này vậy mà là ma tu,